Chúng ta tiếp tục đến với cái ví dụ thứ 6 trong phần ma trận phù hợp và ma trận nghịch đảo. Đề bài của ví dụ 6, người ta cho cái ma trận A vuông cấp N, mà trong đó thì N là số nguyên mà lớn bằng 1. Nó thỏa mãn cái điều kiện đấy là bình bằng 2A. Và yêu cầu bài toán đấy là chúng ta phải chứng minh cái ma trận E cộng A nó khả nghịch và tìm cái ma trận nghịch đảo của nó. Thì bài toán này thì cũng không khác gì ví dụ 5. Tuy nhiên thì khi chúng ta phải biến đổi, chúng ta dựa vào cái dữ kiện đề bài cho. Thì trong trường này thì chúng ta cũng phải tìm ra được một cái ma trận B nó thỏa mãn điều kiện đấy là E cộng A nhân B thì chính bằng ma trận đơn vị E. Và khi đó thì B chính là ma trận nghịch đảo của ma trận E cộng A. Thì để chúng ta tìm được ma trận B như này thì chúng ta dựa vào cái hệ thức đề bài người ta cho, chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta nhóm ra được cái nhân tử E cộng A. Thì dữ kiện đề bài cho đấy là A bình M bằng 2A. Thì điều này tương đương với cả A bình chứ 2A bằng 0. Chúng ta chuyển cái ma trận 2A sang bên trái. Thì đầu tiên chúng ta có được A bình. Thì để nhóm được thành cái E cộng A thì chúng ta sẽ thêm ma trận A vào đây. Thì chúng ta có A bình cộng A. Thì cộng với cả ma trận A rồi thì chúng ta phải trừ đi 3 để thu được cái trừ 2A trên này. A trừ 3 thì bằng 2 trừ 2A. Ở đây chúng ta có được cái ma trận trừ 3 thì chúng ta lại phải thêm bớt cái trừ đi 3 nhân ma trận E thì để chúng ta có thể nhóm ra được cái ma trận A cộng E. Và thêm bớt cái trừ 3 ma trận E thì chúng ta phải trả lại, nó sẽ là bằng trừ đi 3 ma trận E ở bên phía bên phải. Và sau đó chúng ta nhóm lại. Và khi mà chúng ta đưa nhân tử chung ra ngoài, A bình và A thì có nhân tử chung là A, thì bên trong chúng ta thu được đấy A bình cộng 1. Tuy nhiên thì do là chúng ta đang biến đổi trên cái trường ma trận, nên trên trong cái không gian ma trận này thì chúng ta cái phần tử 1 hay là cái phần tử đơn vị của nó thì chúng ta phải lấy nó là cái ma trận đơn vị E, chứ chúng ta không được lấy nó là 1 vì chúng ta không có phép cộng một số 1 với cả một cái ma trận A. Chúng ta không có phép cộng một cái ma trận với một số. Nên từ đây thì A cộng 1 thì chúng ta sẽ viết thành A cộng E. Và bên này thì chúng ta nhóm trừ 3 ra ngoài thì bên trong nó là A cộng E. Thì hai cái này nó xuất hiện cái nhân tử chung là A cộng E. Thì chúng ta nhóm cái A cộng E ra bên ngoài. Thì khi nhóm A cộng E ra bên ngoài thì cái trong ngoặc này nó sẽ là A trừ đi 3. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lấy cái đơn vị vì chúng ta đang biến đổi trong cái trường không trong cái không gian ma trận, nên chúng ta phải lấy đơn vị là A trừ đi 3E vào. Và về bên phải của chúng ta nó thu được đấy là ma trận trừ 3E. Tuy nhiên thì cái mục tiêu chúng ta là chúng ta biến đổi làm sao cho về cái ma trận về bên phải của nó là một ma trận E. Cho nên chúng ta sẽ nhân vào hai vế của cái đẳng thức trên này cái số là một số là trừ 1/3. Khi nhân trừ 1/3 với cả trừ 3 thì nó sẽ bị triệt tiêu hết. Như vậy thì vế phải nó chỉ có ma trận E thôi. Và vế trái của nó sẽ là tích của một ma trận A cộng E và nhân với một ma trận đấy là trừ 1/3 nhân với cả ma trận A trừ 3E. Và trong trường này thì các bạn cũng chú ý đến là chúng ta không chia trong cái đẳng thức này, để chúng ta thu được ma trận E thì chúng ta không chia hai vế cho trừ 3 vì chúng ta không có phép chia một ma trận cho một số. Mà ở đây chúng ta phải nhân với cả nhân vào hai cái ma trận ở đẳng thức này cái số trừ 1/3 chúng ta không được phép chia. Và tiếp đó thì chúng ta lấy định thức của hai vế của đẳng thức này thì chúng ta thu được đấy là định thức det của một tích của hai ma trận thì chính bằng tích của các cái định thức của ma trận thành phần. Thì nó chính là bằng det của ma trận đơn vị E, định thức ma trận đơn vị E thì luôn bằng 1 mà nó khác không. Như vậy thì rõ ràng là tích của hai định thức mà nó khác không rồi thì các cái định thức thành phần nó cũng khác không, vậy det của A cộng E phải khác không. Và như vậy A lúc này nó là một ma trận khả nghịch. Và thêm nữa thì chúng ta có hệ thức đấy là A cộng E mà nhân với cả cái ma trận B này nó bằng E. Như vậy cái ma trận B bằng trừ 1/3 nhân với A trừ 3E thì nó chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A cộng E.
ký hiệu đấy là AE cộng A, tức là mũ trừ 1 thì bằng trừ 1 phần 3 nhân với cả A trừ 3 E, và nó sẽ là bằng E mà trừ đi 1 phần 3 mặt trận A. Tiếp theo chúng ta đi đến cái ví dụ thứ 7. Đề bài cũng cho một cái mặt trận A vuông cấp N và thỏa mãn A bình mà trừ đi 3 cộng E bằng 0. Và yêu cầu chúng ta phải chứng minh A là một mặt trận khả nghịch và đi tìm cái phần mặt trận nghịch đảo của mặt trận A, A mũ trừ 1. Và bài này thì chúng ta có thể làm tương tự như các ví dụ 5 và ví dụ 6. Và đáp án của câu này chính là A mũ trừ 1 thì bằng 3E mũ trừ A. Tiếp theo chúng ta đến ví dụ 8. Đề bài cũng cho A là một mặt trận vuông cấp N và thỏa mãn điều kiện A bình mà cộng 6A cộng 2E thì bằng 0. Và yêu cầu bài toán đấy là chúng phải chứng minh rằng 2A mà cộng với cả 3E là ma trận khả nghịch. Và chúng ta phải đi tìm cái ma trận nghịch đảo của cái ma trận A2A mà cộng 3E. Và đáp án của câu này, cái ma trận 2A cộng với 3E mũ trừ 1 ấy, ma trận nghịch đảo của 2A cộng 3E thì nó chính là bằng 2 phần 19 ma trận A và cộng với cả 9 phần 19 nhân ma trận E. Tiếp đó chúng ta đi đến cái ví dụ thứ 9. Ví dụ thứ 9 này cũng là một cái ví dụ mà được lấy trực tiếp từ trong đề thi của K56. Thì trong đó AB thì nó là hai ma trận vuông cùng cấp và ma trận A thì là một ma trận khả nghịch sao cho AB bằng BA. Hay nói khác là trong trường này thì người ta cho hai ma trận A và B nó là hai ma trận giao hoán được với nhau. Và yêu cầu bài toán đấy là phải chứng minh rằng đấy là A trừ 1 nhân B mũ 4 thì bằng B mũ 4 nhân A mũ trừ 1. Ở đây chúng ta đi giải cái bài toán này. Ở bài toán này có nhiều cách tiếp cận. Tuy nhiên đây chúng ta sẽ đi tiếp cận từ cái chính là từ cái dữ kiện mà bài toán cho đến là AB bằng BA. Khi mà AB bằng BA thì chúng ta biến đổi tương đương, thì chúng ta vì A là ma trận khả nghịch nên chúng ta nhân cái ma trận A mũ trừ 1 vào hai vào đằng trước của hai ma trận của đẳng thức này, thì chúng ta có được A mũ trừ 1 nhân ma trận A nhân ma trận B thì chính là bằng A mũ trừ 1 nhân ma trận B và nhân với ma trận A. Thì A trừ 1 nhân A thì bằng ma trận E. Ma trận E mà nhân ma trận B thì bằng ma trận B. Còn vế phải của nó chúng ta vẫn giữ nguyên là A mũ trừ 1 nhân B nhân A. Thì khi này rõ ràng là B thì nó bằng A mũ trừ 1 mà nhân B nhân A. Do đó mà B mũ 4 thì chính là bằng A mũ trừ 1 nhân B nhân A tất cả mũ 4. Và nó được biểu diễn dưới dạng khai triển. Khi đó chúng ta tách ra thì chúng ta thấy là A nhân A trừ 1 thì chính bằng ma trận E. Tiếp đó A nhân A trừ 1 chính bằng ma trận E. Ở cái ma trận A nhân A trừ 1 cũng chính bằng ma trận E. Do đó mà đẳng thức nó chính là bằng A mũ trừ 1 nhân B nhân E, nhân B nhân E, nhân B nhân E và nhân BA ở cuối. Lại có đấy là B nhân E thì bằng B, B nhân E thì bằng B, B nhân E thì bằng B. Như vậy thì chúng ta có được ma trận B nhân ma trận B nhân ma trận B và nhân ba ma trận B nữa thì nó thành B mũ 4. Vậy từ ma trận B mũ 4 thì chúng ta đưa nó về được cái dạng là B mũ 4 bằng A mũ trừ 1 nhân B mũ 4 nhân ma trận A. Từ khi đó chúng ta sẽ nhân vào vế phải của cái đẳng thức này. Cái ma trận A mũ trừ 1 thì chúng ta có được B mũ 4 mà nhân A mũ trừ 1 thì bằng A mũ trừ 1 nhân B mũ 4 và nhân A nhân với cả A mũ trừ 1 nữa. A nhân A mũ trừ 1 thì bằng ma trận E. Mà B mũ 4 nhân E thì chính là bằng B mũ 4. Như vậy thì chúng ta có được B mũ 4 nhân A mũ trừ 1 thì chính bằng ma trận A mũ trừ 1 nhân B 4. Và đây chính là cái điều phải chứng minh.